Ngày 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Thái, 20 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 13 năm tù về tội giết người. Đồng thời, hội đồng xét xử còn tuyên phạt 8 bị cáo khác từ 6 tháng đến 12 năm 2 tháng tù. Về các tội giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm. Trước đó, tối ngày 1 tháng 8 năm 2022, Thái cùng 6 bị cáo khác ngồi nhậu trước sân của một cửa hàng kinh doanh tôn tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Lúc này có hai người đàn ông chạy xe máy qua lại nhiều lần, mỗi lần đều nhìn vào nhóm của Thái đang ngồi nhậu. Cho rằng bị nhìn đểu, các bị cáo đã lên xe rượt theo và dùng dao tự chế chém liên tiếp vào hai người đàn ông này, bất chấp nạn nhân van xin. Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Bị cáo Thái còn liên quan đến vụ án khác. Cụ thể, khuya ngày 20 tháng 7 năm 2022, anh T đang ngồi uống nước cùng bạn tại một quán cà phê gần quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, thì bị 4 người trong nhóm của Thái chém gây thương tích 27%. Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo bồi thường cho 3 bị hại số tiền hơn 230 triệu đồng.